Thuyền tình Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thủy Tiên chính thức chìm. Tình trong mộng chấm hết, tất cả chỉ vì điều này. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, trong một talk show truyền hình, Hoa hậu Thủy Tiên từng loại bỏ nhiều tên tuổi nổi tiếng đình đám để lựa chọn Quang Linh Vlog làm hình mẫu người yêu lý tưởng. Thế nhưng Hoa hậu Thủy Tiên mới đây đã chỉ đích danh tên một nam diễn viên và quyết định thay đổi hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Thủy Tiên sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế không chỉ nổi tiếng với nhan sắc ngày càng thăng hạng mà còn chăm chỉ hoạt động với lịch trình làm việc dày đặc, tham gia nhiều sự kiện, show truyền hình thực tế và cả những hoạt động thiện nguyện. Cũng trong quá trình này, Hoa hậu Hòa bình quốc tế có dịp cộng tác với Quang Linh Vlog. Cả hai bất ngờ được cư dân mạng đẩy thuyền nhiệt tình vì quá đẹp đôi. Cho đến thời điểm hiện tại, cư dân mạng vẫn không ngừng tác hợp cho cả hai, nhưng Thủy Tiên mới đây đã bất ngờ chia sẻ hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình là một nam diễn viên nổi tiếng. Nhắc đến việc hình mẫu lý tưởng, nàng hậu cho hay mình cũng có tiêu chí giống với nhiều cô gái khác là thích những người đàn ông điềm đạm, chín chắn. Tuy nhiên thời gian gần đây, Hoa hậu Thủy Tiên dường như đã đổi gu sau khi được gặp nam tài tử Hollywood có tên Chris Hemsworth. Theo đó, Thủy Tiên có dịp phỏng vấn thần sấm tho tại một sự kiện và người đẹp không tiếc lời khen ngợi Chris Hemsworth đẹp như một bức tượng. Gần đây khi có dịp gặp nam diễn viên Chris Hemsworth thì em bỗng dưng muốn đổi gu bạn trai. Anh ấy đẹp như kiểu được tạc tượng vậy. Ngồi gần mà em hồi hộp nhưng cuối cùng vẫn cố bình tĩnh để hoàn thành phần phỏng vấn. Bình thường em không quá thích người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn nhưng giờ Chris Hemsworth là ngoại lệ, anh ấy quá đẹp. Thủy Tiên cho biết. Trước đó trong một chương trình truyền hình, khi được yêu cầu chọn ra mẫu hình bạn trai lý tưởng, ngay lập tức Thủy Tiên trả lời. Em nghĩ là một người giỏi, thông minh, tinh tế, kiên nhẫn. Với hình mẫu bạn đời của Thủy Tiên hình dung, ban tổ chức chương trình cuộc hẹn cuối tuần đã tạo ra một trò chơi để tìm ra hình mẫu lý tưởng của nàng hậu. Thủy Tiên sẽ chọn một người mà mình cho là hình mẫu lý tưởng giữa hai người được cho lên ảnh. Khi MC Long Vũ đưa ra lựa chọn giữa Quang Linh Vlog và diễn viên có tên Vang Diezen, Thủy Tiên không ngần ngại, nhanh chóng chọn ngay Quang Linh Vlog. Hoa hậu Thủy Tiên chia sẻ, mình không thích chàng trai có cơ bắp lắm nên chọn anh chàng Quang Linh Vlog. Tiếp theo là sự xuất hiện của hình ảnh ca sĩ Denvo. Thủy Tiên phải lựa chọn giữa Denvo và Quang Linh. Nàng hậu cho rằng đây là hai người khó lựa chọn, nhưng cuối cùng Thủy Tiên vẫn chọn anh chàng Quang Linh. Hoa hậu Thủy Tiên chia sẻ với chương trình. Gu của em không phải người trong showbiz. Sau đó là những hình ảnh xuất hiện của ca sĩ Sơn Tùng, rapper Karik, MC Xuân Bắc, ca sĩ Subin Hoàng Sơn, nhưng nàng hậu vẫn quyết chọn Quang Linh vì những người còn lại đều trong showbiz. Ban tổ chức khẳng định mạng xã hội cứ bảo đẩy thuyền, nhưng rõ ràng đây là lựa chọn của Hoa hậu Thủy Tiên. Trong chương trình, Hoa hậu Thủy Tiên cũng tâm sự rằng công việc của Quang Linh Vlog khá khổ và nàng hậu tâm sự mình rất nể Quang Linh và rất trân trọng quãng thời gian thiện nguyện tại châu Phi. Nói về màn đẩy thuyền với Quang Linh Vlog của dân tình, Thủy Tiên xác nhận, em với anh Linh là bạn. Về phía nam YouTube, trong một buổi livestream với Thủy Tiên, trước câu hỏi cảm nghĩ về việc được Thủy Tiên chọn Quang Linh làm hình mẫu đàn ông lý tưởng, Quang Linh Vlog thẳng thắn cho biết, bản thân đã mất ngủ khi nghe Tiên nói vậy. Ngay sau đó nàng hậu đỏ mặt, tỏ ra ngượng ngùng và chuyển sang chủ đề khác. Quang Linh Vlog và Thủy Tiên từng có thời điểm gây dậy sóng mạng xã hội khi bất ngờ để hình ảnh của đối phương làm hình đại diện. 1001 câu hỏi được đặt ra sau động thái bất thường của bộ đôi này. Khán giả liên tục đoán già đoán non rằng liệu chăng V-Biz sắp có tin vui, thuyền này đã cập bến. Phía dưới bài viết này, công chúng để lại nhiều bình luận có cánh dành cho Quang Linh và Thủy Tiên được dịp người hâm mộ đẩy thuyền tới bến. Tuy nhiên thực chất đây là hình phạt mà Thủy Tiên phải chịu trong kèo PK với team châu Phi khi cùng nhau livestream bán hàng từ thiện. Vì là người thua cuộc nên Thủy Tiên phải đổi avatar mới trong vòng 7 ngày. Còn về phía Quang Linh Vlog, dù là người thắng kèo nhưng anh cũng tự nguyện đổi ảnh đại diện. Kèo này của cả hai khiến dân tình thích thú. Kể từ sau chuyến từ thiện tại Angola, Thủy Tiên Quang Linh là một trong những cặp đôi được người hâm mộ đẩy thuyền đầy quyết liệt. Bởi cả hai không chỉ được nhận xét là có tướng phu thê, cùng chung suy nghĩ và hơn cả chính là cùng mang lại những nguồn năng lượng rất tích cực đến khán giả. Một cư dân mạng đã chia sẻ về thuyền tình của Thủy Tiên và Quang Linh Vlog. Sự lan tỏa trên mọi phương tiện của cả hai cháu đều rất lớn. Có tâm, có tầm và giàu lòng nhân ái. Song hai cháu mỗi người một mảng khác nhau. Quang Linh làm kinh tế cũng như thiện nguyện về nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi giúp đỡ người dân nghèo Angola.
Còn Thùy Tiên là Hoa hậu Hòa bình Thế giới, có tâm, có tầm, cũng giàu lòng nhân hậu, đi đến những vùng miền, tới những nơi mà cần sự giúp đỡ trong lúc khó khăn, cũng chung con đường đi làm từ thiện. Nhưng tính cách của hai cháu có khác nhau, Linh trầm chậm và trầm tính, hài hước. Còn Thùy Tiên hơi nhanh nhanh trong nhịp sống, rất cá tính mạnh mẽ. Hợp hay không là do cảm nhận ở mỗi người, để đi đến hôn nhân đâu có phải đơn giản, duyên và phận thường đồng hành với nhau, nên trăng hữu xạ tự nhiên hương. Cái gì của mình thì chọn đời vẫn là của mình, còn không phải của mình thì mọi cách thương yêu, chiều chuộng, nó vẫn rứt áo ra đi. Ta đừng vội nhận xét và đánh giá ai tốt, ai không tốt. Trong khi đó một cư dân mạng khác bình luận. Theo mình thấy, chị Tiên và anh Quang Linh sẽ không hợp đâu vì thế giới của họ là khác nhau. Cả hai ai cũng tốt, nhưng hướng đi và sự nghiệp là không cùng nhau nên đừng đẩy thuyền hai anh chị ấy nữa. Để anh Quang Linh bình yên. Đừng gọi tên anh Quang Linh nữa, kẻo anh ấy cứ bị hắc xì hơi thì thương anh Quang Linh lắm. Các bạn có bị vô duyên quá không vậy? Có ship cặp đôi cũng phải vừa phải thôi chứ. Các bạn là Thùy Tiên à, hay là Quang Linh mà biết là họ có tình cảm với nhau, họ như nào bản thân họ tự biết và quyết định như nào cũng là ở bản thân họ. Các bạn chả quyết định được gì đâu, bởi thế nên cũng đừng có nói Thùy Tiên chỉ yêu đại gia hay như này như kia. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, Quang Linh Vlog và Tim Châu Phi thời gian đầu chỉ là những người đi xuất khẩu lao động tại đất nước Angola Châu Phi. Họ đã trải qua nhiều ngành nghề khác nhau. Tại đất nước này, thấy người dân phải sống lam lũ với điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, bữa đói bữa no, trong khi đó đất đai của người dân thì còn rất nhiều chưa khai thác. Thấy được những điều kiện đó, Quang Linh và Tim anh em Châu Phi đã quyết tâm giúp đỡ người dân, cải thiện đời sống bà con các bản làng ở nơi Tim anh em Châu Phi sinh sống bằng cách áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như những kiến thức có được khai thác các tài nguyên nông nghiệp bằng cách trồng trọt và chăn nuôi. Cho đến nay người dân đã có đủ lượng lương thực dự trữ, xoay vần các mùa vụ. Bột ngô bây giờ rất nhiều, người dân không lo bị đói nữa. Anh Hùng Kaka nói với người dân bản trong một clip. Nhờ những giá trị to lớn mà Quang Linh và anh em Tim Châu Phi đã mang lại cho vùng đất Angola, nên họ ngày càng chiếm được tình cảm to lớn trong lòng mọi người. Chính vì vậy những hoạt động của họ luôn được dân tình quan tâm nhiệt tình. Mới đây Công Giáp, một thành viên của Tim Quang Linh, đã chính thức đáp máy bay có mặt tại thủ đô Hà Nội sau bao ngày tháng xa cách quê hương. Không giấu được sự phấn khích, trên trang cá nhân anh chàng liên tục đăng tải hình ảnh tại Việt Nam. Ngay khi xuất hiện, những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều chúc anh có một chuyến về quê vui vẻ và ý nghĩa. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người hâm mộ Tim Châu Phi cảm thấy buồn vì các thành viên của Tim đều đã lần lượt về thăm quê hương nhưng chưa thấy nam YouTuber Quang Linh Vlog trở về.